Xin chào mọi người, hôm nay cái video này mình sẽ nói về số người vô gia cư trên thế giới. Càng ngày chúng ta càng thấy rõ, vô gia cư là vấn nạn phức tạp, sẽ còn tồn tại khá lâu dài. Không có phép lạ nào vung ra một sớm một chiều giải quyết được. Người vô gia cư xuất hiện khắp nơi trên thế giới, dù là nước giàu có như Mỹ, Canada, Úc, Anh, Đức, Pháp, hay đói nghèo như Haiti, Ấn Độ và nhiều quốc gia châu Phi vân vân. Tuy không thể nào có con số chính xác, nhưng theo ước tính của nhiều tổ chức phi chính phủ, hiện nay ít nhất 2% dân số toàn cầu đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất và cả tỷ người phải chui rút trong không gian chật hẹp, thiếu điều kiện vệ sinh căn bản. Vào năm 2023, dân số toàn cầu đã lên đến 8 tỷ rồi. Số người vô gia cư thì trên 160 triệu. Vấn nạn này liên quan đến nhiều lĩnh vực: nơi ăn chốn ở, công ăn việc làm, y tế sức khỏe, gia đình, giáo dục, tội ác vân vân. Ấn Độ là một nước nghèo nông dân mà sao ở đây thống kê số người vô gia cư 1,8 triệu? Cái này thì mình cũng ngạc nhiên nha. Một đất nước rất là kinh ngạc là ở Philippines á, ở châu Á có đến 4,5 triệu người homeless, là vô gia cư đó. Pháp có đến 300,000 người vô gia cư. Pháp, một đất nước rất là nhân đạo, cho số người tị nạn vào rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó thì cái số người di dân lậu cũng rất là nhiều. Chính vì vậy mà có rất là nhiều người vô gia cư. Country là quốc gia, homeless là người không nhà, hay người ta còn gọi là vô gia cư. Biểu đồ này là một cái nhìn về những con số đáng kinh ngạc của tình trạng vô gia cư trên toàn thế giới. Mặc dù một số dữ liệu này có thể được ước tính, nhưng chúng ta cũng biết rằng vấn đề vô gia cư là có thật và rất đáng kể. Quốc gia mà có tỷ lệ vô gia cư cao nhất là Nigeria, có số lượng người vô gia cư lớn nhất thế giới, có khoảng 24,400,000 người không có nhà. Nigeria là một cái quốc gia ở châu Phi. Nó ở Tây Phi, là nước đông dân nhất ở châu Phi, đông dân thứ 6 trên thế giới, trên 230 triệu người, với cái diện tích đất 924,000 km². Tiếng Việt mình đọc là Nigeria, nhưng mà tiếng Anh đọc là Nigeria. Nigeria phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với 24,4 triệu người vô gia cư. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng vô gia cư ở Nigeria
là quá trình đô thị hóa nhanh chóng, không đủ nhà ở, ngoài ra nghèo đói thất nghiệp và thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cô bé này nói, xin làm ơn, chúng tôi cần giúp đỡ. Em ấy nói sống ở đây bị lạnh và rất là nhiều muỗi. Người đàn ông này nói thật là buồn. Bạn ăn mấy lần trong một ngày? Cô bé trả lời 4 lần trong một ngày. Nghe tiếng Anh của họ, ông chồng mình người Mỹ mà ông còn khó nghe nữa. Nhưng mà mình cũng nghe được chút đỉnh là cô bé này mới học có lớp 3 là nghỉ. Các em ăn một ngày 4 bữa, nhưng mà thức ăn chắc là tinh bột, không có gì bổ béo, cho nên các em không có da có thịt, nhìn thấy xương và nhìn thấy, các bạn nhìn thấy đó, rất là tội nghiệp. Những cái đồ đựng thức ăn cũng thật là thảm thương, là những cái hộp bằng cao su, những cái dĩa, cái gì đó bị bể hết rồi, bị cũ rồi. Người vô gia cư ở Việt Nam nè, thời tiết ở Việt Nam không khắc nghiệt như ở Mỹ, nên người vô gia cư ở Việt Nam cũng đỡ khổ hơn. Ngủ không cần phải trùm mền, nhưng mà chắc chắn một điều là ở Việt Nam có nhiều muỗi. Ở Việt Nam thì hiện nay dân số là lên đến 100 triệu rồi. Số người vô gia cư là 162.000 người. Diện tích nước Việt Nam là 331.700 km². Còn số người vô gia cư ở Mỹ hiện nay là khoảng 583.000 người, với dân số là 334 triệu người. Và diện tích nước Mỹ là 9.800.000 km². Nói người vô gia cư ở Mỹ không phải họ thực sự nghèo đói đâu. Có nhiều người họ có việc làm và có nhiều người họ có tiền trợ cấp của chính phủ. Tiền già, tiền hưu. Tiền già một người ở Mỹ tổng cộng lại là khoảng, tất cả là cộng lại là khoảng 1.200. Còn tiền hưu thì mình không nói đi. Làm nhiều thì được nhiều, làm ít thì được ít. Những người vô gia cư ở Mỹ họ sống vậy đó, nhưng mà rủi ro họ té xỉu, họ bất tỉnh hay họ bị cái gì đó thì xe cứu thương tới chở họ vào nhà thương và họ không phải trả một đồng bạc nào hết trơn. Mỗi năm mọi người được khám chữa bệnh miễn phí, không phân biệt là có giấy tờ hay không có giấy tờ, sống hợp pháp hay bất hợp pháp. Mỗi tiểu bang đều có một cái tiền quỹ để dành riêng cho những người nghèo, những người không có mua bảo hiểm được, hay là những người vô gia cư đó. Để khi mà họ bệnh hoạn, họ có chuyện gì đó, thì lấy cái tiền đó ra mà trả. Ở tiểu bang Arizona, tiểu bang mà Hạnh đang sống, thì những người vô gia cư họ tập trung ở downtown Phoenix. Đó là thủ phủ của Arizona. Họ tập trung một chỗ, như vậy thì chính phủ dễ quản lý. Họ không có sống ở cái thành phố mình đang ở đâu. Mình đang ở là thành phố Ferrara nè, không có một người vô gia cư nào hết. Ở những tiểu bang khác, ở những thành phố khác, thì họ cũng sống tập trung ở một chỗ, ở những thành phố lớn, để họ dễ kiếm ăn, rồi để họ dễ nhậu nhẹt hút sách. Đa số những người vô gia cư là nhậu nhẹt hút sách và có vấn đề về tâm thần.
các nhà thương ở Mỹ cứ bệnh nhân vào là họ cứu, rồi tiền bạc tính sao. Giống như mình hôm trước mình cũng đi cấp cứu một lần, vô là cấp cứu liền, không có hỏi gì tới tiền bạc hết á. Sau này mới gửi cái bill tính tiền lại sao. Bây giờ mình trả lời câu hỏi là số người vô gia cư ở Mỹ và số người vô gia cư ở Việt Nam thì ở đâu nhiều hơn? Ở Mỹ nhiều hơn rồi. Ở Mỹ tới 583.000 người. Ở Việt Nam chỉ có 162.000 người. Tính theo tỷ lệ phần trăm thì số người vô gia cư ở Mỹ nhiều hơn ở Việt Nam. Số người vô gia cư ở Mỹ tính theo tỷ lệ phần trăm là 0,17%, còn số người vô gia cư ở Việt Nam là 0,16%. Theo tỷ lệ này thì chúng ta thấy là cái số người vô gia cư ở Mỹ và Việt Nam rất là ít so với châu Phi, so với những nước nghèo đói. Nhưng mà so với những nước khác thì cái số người vô gia cư ở Mỹ và ở Việt Nam cũng rất là cao. Nhìn họ sống như vậy mình thấy không có sung sướng gì, mình thấy khổ. Nhưng mà có những người, người ta thích sống như vậy đó. Hưởng tiền trợ cấp của chính phủ, hưởng thức ăn free, rồi hưởng nhiều cái free lắm. Điện thoại cũng free luôn, không trả tiền thuê hàng tháng luôn. Người ta thích sống vậy. Video cũng dài rồi, hẹn tạm biệt ở đây nhé. Bye bye.